Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Và đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng: 0818 60 60 60, và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng của anh em: 0902 060 151, ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile, mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân, thủ tục rất là dễ dàng nhanh chóng. Anh em có nhu cầu muốn mua trả góp thì chỉ cần ghé trực tiếp shop em và đem theo căn cước công dân là anh em đã lên hồ sơ OK, miễn sao anh em không có bị dính nợ xấu nha. Nam thì trên 21 tuổi và dưới 59 tuổi là lên hồ sơ, không thẩm định tài chính và không gọi người thân. Còn những anh em nào mà xài thẻ tín dụng thì bên em có hỗ trợ cho anh em quẹt thẻ thông qua máy MBOS, quẹt trực tiếp và từ xa đều được hết nha anh em. Ở xa thì anh em sẽ gửi đường link của máy MBOS qua, anh em điền thông tin của thẻ tín dụng vào. Quẹt thẻ thành công thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà, được kiểm tra hàng trước khi anh em nhận hàng nha. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là chế độ bảo hành, chương trình trả góp. Mỗi ngày thì Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có. Anh em nào có đam mê công nghệ mà xem được clip này thì nhấn lại một ít thời gian để cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em được dễ dàng nha. Cây đầu tiên của clip hôm nay thì em lên cho anh em một con siêu phẩm màu cực kỳ đẹp luôn em. Đó là màu Ray Titanium. Con này là phiên bản chính hãng Việt Nam. RAM 12GB và bộ nhớ 256 anh em. Con này còn bảo hành dài cho tới tháng 3 năm 2025 toàn quốc nha. Ngoại hình thì quá là đẹp luôn. Ở máy thì khách xài siêu kỹ luôn em. Xài lướt đẹp 99%, hầu như là không có bị trầy xước hay là cẩn mớp gì hết nha. Đây là một siêu phẩm đầu bảng dòng S, cho nên anh em tuyệt đối yên tâm khi sử dụng con máy này. Được bảo hành toàn quốc luôn nha anh em. Tất cả các Samsung, các trung tâm Samsung toàn quốc thì khi máy lỗi anh em đều ra đó để bảo hành được OK hết nha. Bản Việt Nam thì dùng được 2 SIM vật lý, rất là tiện lợi, pin 5000 mAh. Dòng này thì pin cũng khá là trâu bò. RAM 12, bộ nhớ 256 nha anh em. Tần số quét 120Hz. Và camera thì siêu đẹp và siêu nét, lên đến 200MP. Và khả năng zoom xa của nó là 100x lần nha anh em. Được trang bị thêm cây bucket band. Đó, màu này là màu hot nhất của năm nay nha. Màu Ray Titanium, gọi là màu tự nhiên đó anh em. 21.900.000 cho một con máy cực kỳ đẹp luôn em ơi. Bên em sẽ tặng thêm sạc cáp zin 25W kèm theo một cái ốp lưng. Và đặc biệt là miễn phí ship, thu tiền tận nhà luôn nha anh em. 21.900 S24 Ultra nha. Còn màu Natural thì sẽ là con 15 Pro này. Con này em sẽ thanh lý cho anh em với mức giá chỉ có 18.900.000 thôi. Con này thì cũng có bóc zin kèm theo máy luôn nha anh em. Bóc zin trùng email. Con này thì em thanh lý cho anh em với giá chỉ có 18.900.000 thôi. Tình trạng con này là đã thay kính lưng sau rồi nha. Đó, kính lưng sau thay nè, rất là đẹp luôn em ơi. Đó, còn lại bao zin hết cho anh em nha. Ngoại hình thì không có bị cấn mớp gì hết, đẹp chuẩn 99%. Màn đẹp, sườn đẹp. Lưng mới thay cho nên máy còn rất là đẹp luôn em. Bên em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng nha. Đây là hàng chính hãng Việt Nam VNA 128GB. Có dùng được SIM vật lý, một SIM vật lý và một eSIM. Nó chết bảo hành cho nó vui thôi, tháng 1 2025 nha. Con này sạc 258 lần. Để coi pin còn bao nhiêu đây anh em. Pin 92%. Đó, nguyên zin hết nha, chỉ có trừ cái kính lưng sau thôi. Con này thì không có bảo hành được ở Apple nha anh em. Lý do là đã được thay kính lưng cho nên Apple sẽ từ chối nếu như anh em đem vào hãng để bảo hành nha. Và bên em bán sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng theo tiêu chuẩn của Apple luôn. 18.900 cho một con máy 15 Pro phiên bản Việt Nam nha anh em, màu Natural. Tiếp theo là em lên một con iPad để anh em chữa cháy, xem phim, nghe nhạc, xem bóng đá hoặc là cho các bé để học online đều OK hết nha anh em. Đây là con iPad Air. Bộ nhớ trong là 16GB. Ngoại hình thì còn quá là đẹp luôn em.
nguyên zin 100% nha. Ở ngoài hình con này đẹp như là 99% luôn. Đây là những con máy mà tồn kho phải nói là siêu đẹp luôn em ơi. Đây coi nó bị, nó đang bị bật cái quay màn hình anh em, để tắt cái chế độ xay cái đã. À đây bật lên rồi. Rồi đi vào phần giới thiệu của con này. Đây iPad Air đang chạy iOS 12.5.7 phiên bản LL 116GB bộ nhớ nha anh em, 16GB. Con này thì bộ nhớ cũng vừa đủ xài thôi chứ không có mà bộ nhớ nhiều nha anh em. Thì dòng này thì hiện tại đang rất là mượt mà, âm thanh to rõ, camera này kia mọi thứ đều sử dụng ok, bình thường hết nha. Con này thích hợp để anh em chữa cháy, nghe gọi, xem phim, xem tin tức là quá ngon luôn. Màn hình to 9.7 inch. Đó, dòng máy của Apple thì phải nói là siêu bền bỉ theo thời gian. Đặc biệt là nó đẹp như thế này anh em. Em về được chỉ vài cây thôi. Đó, hổm rày thì em lên anh em cũng chốt khá là nhiều. Em còn có 1-2 cây nữa là hết nha anh em. Và mức giá em bán cho một con máy trần 1.600.000 cho con máy này. Anh em lấy thêm sạc cáp New 20W thì em sẽ hỗ trợ cho anh em với giá là 100.000 nha. Thì em bán máy trần, anh em có sạc sẵn ở nhà thì tận dụng để mình dùng cho nó tiết kiệm nha anh em. 1.600.000 cho con iPad Air 16GB, xài Wi-Fi. Con này không có xài được SIM nha anh em, chỉ có xài Wi-Fi thôi. Đó, anh em mua máy để xem phim, xem bóng đá thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Chỉ có 1.600.000 thôi anh em, cực kỳ là mượt mà và ổn định theo thời gian, rất là bền bỉ nha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên một con máy chuyên về chụp hình của Google. Đây là con Google Pixel 7 Pro. Bộ nhớ 128GB và RAM sẽ là 12GB nha anh em. Đẹp 99%. Em lên với giá là 7.950.000. Đó, màu đen rất là đẹp luôn em ơi. Ngoại hình con này thì đẹp chuẩn 99% nha. Đó, sườn đẹp, lưng đẹp và kính đẹp. Nói chung đây là một con máy thì khá là đẹp. Cũ đã qua sử dụng, nguyên zin 100%. Phiên bản quốc tế nha anh em. Dùng được một SIM vật lý và một eSIM. Bộ nhớ trong thì 128GB. Dòng này thì thuần Google rồi cho nên cực kỳ là mượt mà, luôn được cập nhật những phần mềm mới nhất cho anh em sớm nhất có thể nha. Đó, con cưng của Google cho nên anh em dùng là quá ngon luôn. Camera của dòng này thì khỏi phải bàn rồi, anh em mua về để trải nghiệm camera là hết bài luôn nha anh em. Rất là đẹp luôn, đưa lên là chụp, nó có sẵn chức năng AI để tự chỉnh sửa hình ảnh. Nói chung là cực kỳ đẹp và sắc nét, chế độ chân dung thì quá là đỉnh cao anh em. Đó, mức giá chỉ có 7.950.000 thôi. Em tặng thêm sạc cáp zin 25W của Samsung nha. Dòng này thì em nhập về chỉ có một cây máy trần thôi. Cây này thì em giao lưu của khách quen. Đó, đổi qua con 13 Pro Max cho nên em mới vừa thu lại đây em. 7.950.000 cho con 7 Pro phiên bản quốc tế nha. Anh em trải nghiệm camera thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Tiếp theo em sẽ thanh lý cho anh em một con siêu phẩm iPhone 11 Pro Max 64GB phiên bản quốc tế Mỹ màu gold. Trước tiên thì em sẽ quay cho anh em phần ngoại hình. Đây là cái ngoại hình của con này. Sau khi đã kiểm tra thì nguyên zin 100% luôn nha anh em. Ngoại hình đẹp gần như là 99% luôn. Đó, màn hình thì nó có xước dăm nhẹ nhẹ không đáng kể lắm. Dán màn hình lên là đẹp ken sập đen thôi. Em để nguyên bản vậy em bán luôn, pin zin 75%. Mức giá em thanh lý chỉ có 6.800.000 thôi anh em. Đương nhiên là sẽ có một cái lỗi nhỏ. Con này thì lỗi nhỏ này thì thật sự không đáng kể lắm nha anh em. Đây, lý do là màn hình nó có một cái chấm kim, chấm sáng nè anh em thấy không? Đó, rất là nhỏ luôn. Nhiều khi em không có chỉ anh em sẽ không có thấy được cái chấm kim này nha. Đó, bên em bán hàng thì luôn luôn báo chính xác tình trạng cho anh em, không có giấu giếm nha. Cái chấm kim này là bị lỗi của nhà sản xuất nha anh em. Đây, em để cái nền xanh. Đây, để nền đen thì anh em thấy rõ nè. Đó, bị một chấm sáng nha anh em, chứ không phải là một chấm đen. Chấm sáng rất là nhỏ luôn. Trong quá trình anh em dùng thì sẽ không có thấy được nha. Em cố tình chỉ cho anh em thì anh em mới thấy. Rồi, chỉ có vậy thôi. Còn lại là chuẩn hết nha anh em. Bao cho anh em là nguyên zin. Đó, mức giá này thì chỉ bằng với một con 11 Pro thôi. Em để cục pin zin này em bán luôn nha anh em. Anh em có nhu cầu muốn thay pin new thì cộng lên giúp em là 300.000. Em sẽ thay pin new trước khi gửi đến cho anh em. Bản này thì là phiên bản LLA quốc tế Mỹ, quốc tế nha anh em, một SIM vật lý và một eSIM. Email quá là đẹp luôn, 18345. Rồi, chỉ có vậy thôi. 6.800.000 nha anh em, màu gold siêu đẹp, dùng được 2 SIM nha. Em chỉ có đúng một cây này thôi. Anh em nhanh tay thì chụp lại màn hình, gửi vào Zalo giúp em nha. Một SIM vật lý và một eSIM. Máy bên em bán ra thì luôn luôn thu lại khi anh em có nhu cầu nha. Trong vòng 1 tháng thì em sẽ hỗ trợ cho anh em thu
dưới 10 triệu thì em sẽ thu trừ 15% và máy trên 10 triệu thì em sẽ trừ 10% trên con máy em bán ra nha anh em. Rồi 6 triệu 8 cho siêu phẩm 11 Pro. Tiếp theo em sẽ thanh lý một cây XS Max 512GB phiên bản quốc tế. Ngoại hình con này thì tầm khoảng 98%, sườn lâm dâm nhẹ nhẹ, không đáng kể lắm, không cấn, không mốc. Màn hình nó có bị xước một đường nha anh em. Đây, đây màn hình nó bị xước một đường như thế này. Khi anh em mua thì em sẽ dán sẵn cường lực để che cái vết xước này cho anh em, bảo đảm anh em không có thấy luôn. Nhưng mà em bán thì em sẽ chỉ cho anh em cái vết xước chỗ này. Rồi chỉ có vậy thôi. Tình trạng con này là đã được thay màn hình zin bóc máy từ máy khác qua, cho nên nó không có chức năng chu tông nha anh em. Bao anh em là màn zin, bao luôn men zin và cả vỏ zin luôn nha anh em. Con này thì đã được thay pin new 100%. Đó, không sạc cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Đây, pin zin. Pin này khách đã thay ở xe Fornet với giá 800 nghìn luôn anh em, rất là mắc nha. 512GB bộ nhớ, nói chung xài là khá là trâu bò cho con này, dùng được hai sim phiên bản quốc tế. Nói chung tóm lại con này thì là màn zin, men zin, vỏ zin, chỉ không có chức năng chu tông thôi, còn lại là ok hết. Bảo hành 3 tháng cho anh em, chỉ có 5.700.000 thôi anh em. Con này thì mức giá chỉ bằng với con 64GB thôi nha. Đó, thanh lý cho anh em nhanh gọn để anh em chữa cháy một con máy siêu phẩm bộ nhớ cao, xài cực kỳ là bền bỉ theo thời gian nha anh em. Đó, 5.700.000. Tiếp theo là một siêu phẩm iPhone 12 Pro Max màu đen. Con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 97-98%. Đó, sườn nó có bị dâm lâm dấm tấm như thế này, do là khách cũ người ta dùng ốp mà lâu ngày không có vệ sinh anh em, cho nên nó bị nhâm ốp như thế này. Còn lại là đẹp hết nha. Đó, màn đẹp nè, và lưng đẹp. Tình trạng con này là nguyên zin 128GB, đã được thay pin new 100% nha. Giá thì chỉ có 11.300.000 thôi anh em. Con này thì em thu lại của khách quen đang xài cực kỳ là ổn định luôn. Nguyên zin 100%, chỉ có thay mỗi cục pin thôi nha anh em. Đó, 11.300.000 iPhone 12 Pro Max nha. Tiếp theo là em còn được đúng duy nhất một cây iPhone 13 thường bộ nhớ 256GB, pin zin cao 87%, màu đỏ siêu đẹp và siêu nét anh em ơi. Con này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 98%, anh em dễ tính thì 99% ok luôn nha. Đó, màn đẹp, sườn đẹp và lưng đẹp, chỉ hơi nhâm nhẹ theo thời gian, nói chung không đáng kể lắm. Nguyên zin 100% luôn nha anh em. Phiên bản này là để coi phiên bản quốc tế nước nào. LLA quốc tế Mỹ nha. Con này là báo màn hình Apple chính hãng, có nghĩa là con này được Apple thay vào ngày 11 tháng 12 năm 2023. Chỉ có Apple thay nó mới báo là được linh kiện Apple chính hãng nha anh em. Còn người dùng mà thay thì sẽ báo là không xác định nha. Pin zin cao 87%. Đó, em chỉ còn đúng một cây duy nhất thôi anh em. Và mức giá em bán vẫn như cũ nha, 10.700.000 cho iPhone 13 thường màu đỏ đô, màu đỏ đặc biệt nha anh em. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên một cặp iPhone 14 Pro Max màu tím, bộ nhớ 256GB. Một cây quốc tế Mỹ dùng eSIM 19.8 và một cây chính hãng Việt Nam 21.500.000. Em review trước cho anh em cây bản quốc tế Mỹ nha anh em. Cây này thì lưng đẹp nè, kính đẹp, và sườn thì nó có nhâm ốp theo thời gian như thế này. Đó, sườn nó nhâm nhâm ốp, không tránh khỏi cho màu tím nha. Cho dù anh em xài kỹ cỡ nào, không có vệ sinh thường xuyên thì nó sẽ bị ố ốp như thế này, không cấn không mốc nha anh em. Cây này thì em cũng bán ra cho một khách quen của bên em ở Thanh Hóa. Thì khách lên đời 15 Pro Max cho nên mới vừa thu lại con này. Chất lượng cực kỳ là ổn định anh em. Phiên bản LLA quốc tế Mỹ 256GB. Và bản này thì anh em dùng 2 eSIM nha, không có chỗ để SIM vật lý. Pin zin cao 90%. Ở mức giá thì em thanh lý chỉ có 19.800.000 thôi. Còn anh em muốn tiện lợi hơn thì dùng máy Việt Nam thì sẽ có cái phần SIM vật lý đây anh em. Đó, ngoại hình con này thì cũng quá là đẹp luôn, đẹp 98-99%. Con này đẹp hơn con Mỹ vừa rồi nha anh em. Đó, không có bị cấn mớp, nhâm siêu nhẹ theo thời gian. Nói chung anh em dễ tính thì 99% ok nha. Màn đẹp, lưng đẹp. Và con Việt Nam này thì em lên với giá là 21.500.000, cũng là bản 256GB bộ nhớ cao nha anh em. Đó, anh em muốn xài có SIM vật lý cho nó tiện lợi thì chốt ngay con này. Pin zin cao 85%. Đây là một con máy zin 100% nguyên bản, kể từ lúc sản xuất cho tới bây giờ chưa từng bung mở luôn em. Bản chính hãng Việt Nam, viên này nha, một SIM vật lý và một eSIM. Đó, cây này em cũng thu lại của khách quen lên đời con 15 Pro Max Mỹ lên em.
21.500.000 cho con này nha. Rồi iPhone đời thấp thì em còn được hai mẫu thôi. Một mẫu thì iPhone SE 2020 và một mẫu là iPhone X 64GB. Cả hai con này đều là 64GB và zin on đẹp keng sà beng luôn em ơi, 99% nha. Đây em quay luôn lên anh em xem cái ngoại hình. Nó rất là đẹp nha anh em. Một con màu bạc và một con màu silver. Review trước cho anh em con SE 2020. Con này thì ngoại hình của iPhone 8 nhưng mà cấu hình của nó bằng với con 11 Pro Max nha anh em. Ngoại hình thì quá đẹp và quá nét luôn. Đây là những con máy mà em tuyển lựa cực kỳ kỹ và chi tiết, đẹp 99% nguyên zin. Pin còn được 82% nha. 3.550.000 cho con siêu phẩm nhỏ gọn, cấu hình khủng long anh em và dùng được hai SIM nha. Một SIM vật lý và một eSIM. Chỉ có 3.550.000 thôi. Còn cái iPhone X này thì pin đã được thay new, còn được 92%. Em lên với giá là 3.900.000. Đó, màu silver thì xài rất là lâu cũ anh em ơi, đẹp gần như là 99% luôn. Đó, con này thì phiên bản quốc tế nha anh em. Đây con này là quốc tế LLA, quốc tế Mỹ 64GB. Đó, bản iPhone X này thì anh em chỉ dùng được có một SIM thôi. Đó, đây là một con máy tay thỏ đời đầu của Apple. Lúc mới ra thì cực kỳ là sốt và rất là mắc tiền anh em. Bây giờ chỉ còn bằng một con máy tầm trung rẻ tiền thôi. 3.900.000. Đó, cầm nắm thì là vẫn rất là chất lượng nha anh em và rất là sang trọng và đẳng cấp. Mặc dù chỉ có 3.900.000 thôi. iPhone X 64GB nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em những dòng máy Android và Samsung. Trước tiên thì em sẽ lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Z Fold 4 phiên bản chính hãng Việt Nam. Hai SIM vật lý, một cây màu gold và một cây màu xanh. Mức giá em lên với lần lượt là 12.300.000 cho con màu gold và con màu xanh thì 12.800.000 nha anh em. Ngoại hình con màu gold thì tầm khoảng 98%. Đó, sườn nó hơi dăm dăm nhẹ nhẹ thôi anh em ơi. Không có bị cấn, không có bị mớp gì hết nha. Còn khá là đẹp luôn. Đây nó bị phớt xíu xiu ngay cái góc này. Đó, không có xấu lắm anh em, nhỏ xíu à. Đó, anh em soi thật là kỹ mới thấy được cái vết phớt nó xíu xiu nha. Còn lại là đẹp hết. Đó, màn đẹp và lưng đẹp. Nó màn trong ngoài thì đương nhiên là đẹp rồi. Không có bị trầy và cơ gập thì rất là thẳng nha anh em. Đó, hai SIM vật lý RAM 12 và nhớ 256, 12.300.000 cho con màu gold. Còn cây màu xanh thì 12.800.000, mắc hơn con màu gold đúng 500.000. Đó, ngoại hình thì cũng đẹp hơn tí tí anh em. Không có cấn, không có mớp nha. Sườn nó không dăm dăm nhẹ nhẹ thôi. Rồi, nó bị xước xíu xíu ngay chỗ này. Còn lại là đẹp hết nha anh em. Đó, màn ngoài đẹp nè. Còn màn trong thì đương nhiên cũng đẹp luôn. Đó, Samsung Galaxy Z Fold 4, đây là những con máy mà thiên về giải trí, xem phim, nghe nhạc và những tác vụ văn phòng. Anh em yêu thích xem phim, xem bóng đá thì chốt ngay con này, quá là ngon luôn em. RAM 12, bộ nhớ 256GB, màn hình thì đương nhiên là 120Hz cho một con máy cao cấp của Samsung dòng Fold nha. Nắp gập, hai SIM vật lý, hàng chính hãng, pin thì 4400mAh, có chức năng ghi âm cục gọi nha anh em. Âm thanh con này là quá đỉnh cao. 12.800.000 cho bản Samsung Fold 4 nha anh em. Em chỉ còn được đúng một cặp thôi. Đó, anh em chốt màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Fold 4 cao đời hơn một đời thì em còn được một cặp Samsung Galaxy Z Fold 5, cũng là phiên bản chính hãng Việt Nam. Em review trước cho anh em một con máy màu xanh blue, còn bảo hành quá là dài luôn, tới ngày 13 tháng 8 2025. Ngoại hình thì đương nhiên đẹp keng sà beng luôn em ơi, 99%. Đó, con này mới xài được có một tháng thôi, còn bảo hành tới ngày tới 11 tháng nữa, cho nên anh em tuyệt đối yên tâm khi sử dụng nha. Hàng Việt Nam cho nên dùng được hai SIM vật lý, RAM 12GB, bộ nhớ 256. Dòng này thì cũng là pin 4400mAh luôn em. Đó, body của con Fold 5 thì nó mỏng hơn con Fold 4 nha, và khi anh em gặp lại thì nó không có bị hở ở cái chỗ gáy này. Nói chung là đẳng cấp và đẹp hơn con Fold 4 cũng khá là nhiều anh em. Màu xanh nữa. Con này có box zin kèm theo máy, bảo hành 11 tháng toàn quốc nha anh em. 20.500.000 cho con Fold 5 phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Đó, anh em yêu thích dòng Fold 5, nắp gập thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Đó, bảo hành quá là dài luôn, 11 tháng nữa, 20.500.000. Còn anh em muốn sử dụng một con máy cũng là Fold 5 mà bộ nhớ khủng long 1TB thì em cũng còn được đúng một cây màu xanh. Để coi con này nó tên của nó là gì. Cũng là màu xanh blue luôn em. Bộ nhớ 1000GB là 1TB. Ngoại hình con này thì cũng còn quá là đẹp anh em. Đẹp cận 99%.
gần như là 99 luôn, hầu như là không có bị trầy xước hay là cứng mớp gì hết anh em ơi. Đó, màn hình trong ngoài hiển thị siêu đẹp và siêu nét. Con này còn bảo hành chính hãng cho tới ngày 30 tháng 11 năm 2024 nha. Đó, cây này thì em cũng đã bán ra cho khách rồi và khách lên phô 6 nên mới vừa để lại cho em đây anh em. Đây, chết email sẵn cho anh em luôn nè, 30 tháng 11 2024. Đây, bộ nhớ 1TB và RAM sẽ là 12GB. Con này thì cũng có box zin trùng email kèm theo máy luôn em ơi. Và cuối cùng là mức giá cho một siêu phẩm bộ nhớ khủng long 23.900K nha. Em chỉ còn đúng có một cây này thôi. Đó, anh em yêu thích những cái bộ nhớ cao để lưu trữ nhiều thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em nha. Samsung Z Fold 5 1T 23.900.000 nha. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em dòng S23 Ultra bộ nhớ khủng long 512GB. Đó, em về được một cái lô này thì cũng được mười mấy cây. Đó, mấy ngày nay thì anh em ủng hộ cũng khá nhiều. Và em cũng còn được đủ ba màu luôn nha anh em, màu đen nè, màu kem và màu tím. Em sẽ review sơ qua về cái phần ngoại hình của lô này. Đó, những con máy này thì em tuyển lựa từng cây một luôn em ơi, đẹp ken sà beng 99%. Nó không có bị trầy xước hay là cứng mớp gì hết, rất là đẹp nha. Đây là những siêu phẩm hàng A nha anh em. Bản Hàn Quốc thì có chức năng đầu tiên sẽ là ghi âm cuộc gọi mà rất là nhiều anh em yêu thích. RAM 12GB, bộ nhớ trong là 256 anh em. Và bản Hàn Quốc thì cũng tương tự như bản Việt Nam, anh em dùng cũng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Đây là cái điểm khác biệt duy nhất của dòng này. Pin thì vẫn là 5000mAh và chạy chip Snapdragon 8000 2. Con chip này thì cực kỳ là mạnh luôn em, bao anh em chiến mọi loại game luôn nha. Siêu phẩm S23 Ultra của năm 2023. Đây, ghi âm cuộc gọi đây anh em, bật lên sẵn như thế này. Đó, anh em có thể nghe lại những cuộc gọi mà trước đó anh em đã thực hiện, rất là tiện lợi nha. Có Bucket Pen 16.600.000 cho 3 màu. Đó, rất là đẹp luôn anh em ơi. Em bán đồng giả luôn nha. Đó, anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em. Đó, cây nào cũng như cây nấy luôn anh em ơi, đẹp 99%. Em lựa rất là kỹ, đương nhiên là nguyên zin 100% nha. Còn luôn áp suất bình thường hết anh em. 16.600.000 cho siêu phẩm zoom xa 100m nha. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một cặp Samsung Việt Nam chính hãng A73 và A54. Con A73 5G này thì ngoại hình đẹp 98%, RAM 8GB, bộ nhớ 128, em bán với giá là 5.300.000. Nó sườn thì không có bị cấn, không có mớp gì hết, chỉ nhâm hơi nhẹ theo thời gian thôi. Nói chung con này thì còn quá là đẹp luôn em ơi, 98-99% luôn nha. Đang có miếng dán cường lực sẵn rồi, anh em không thích thì có thể lột ra thoải mái. Màn hình to 6,7 inch, tần số quét 120, pin 5000mAh. Ngoại hình thì khá là mỏng manh, nói chung rất là đẹp luôn em ơi. 5.300.000 cho con A73 5G nha. Còn cây A54 256GB Việt Nam này thì ngoại hình cũng đẹp 99%, em lên với giá là 5.800.000. Đó, ngoại hình con này là quá đẹp luôn em ơi. RAM 8GB, bộ nhớ là 256, phiên bản Việt Nam, pin 5000, tần số quét rất là cao 120Hz, có ghi âm cuộc gọi nha. Hai SIM vật lý rất là tiện lợi. Dòng A54 này thì cực kỳ là bền bỉ theo thời gian, hầu như là nó không có bị lỗi vặt nào hết anh em. Nó hai SIM vật lý, bộ nhớ cao nha, 256GB, 5.800.000. Tiếp theo em còn được đúng một cây S22 Ultra phiên bản quốc tế Mỹ màu đen. Con này thì bộ nhớ trong 512GB, quá là khủng long anh em. Ngoại hình thì đẹp ken luôn, 99%, hầu như là không có bị trầy xước hay là cứng mớp gì hết, rất là đẹp nha. 12GB RAM và 512GB, bộ nhớ, dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Mức giá em lên là 12.900.000 cho bộ nhớ khủng long 512GB nha. Tặng sạc cáp zin và miễn phí ship đến tận nhà. Kiểm tra thoải mái anh em mới thanh toán nha. 12.900.000 cho còn 512GB S22 Ultra. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng S21 FE phiên bản chính hãng Việt Nam. Em về được rất là nhiều luôn em, màu sắc thì quá là đẹp, màu tươi sáng thôi nha. Đó, màu trắng và màu tím, đủ bộ nhớ và đủ phiên bản luôn. Em review trước cho anh em cây RAM 6 và bộ nhớ 128GB với mức giá là 4.600.000. Ngoại hình thì không có điểm nào để chê rồi, đẹp 99%. Hai SIM vật lý, có ghi âm nha anh em và có 5G. Ngoại hình thì đẹp 99, màn hình to 6,5 inch, có ghi âm nha anh em, 4.600.000. Cho bản RAM 6 và bộ nhớ 128GB.
Còn bản RAM 8GB bộ nhớ 128 sẽ bán với giá là 5.600.000. Đó, ngoại hình thì cũng tương tự như con vừa rồi, đẹp ken luôn anh em, 99%. Hai SIM một lý, có ghi âm, hàng chính hãng Việt Nam. Đây là những con máy ken nét cực kỳ là chất luôn, anh em tuyệt đối yên tâm dùng. 5.600.000 cho bản RAM 8 bộ nhớ 128. Còn bản RAM 8 và bộ nhớ 256GB thì em sẽ lên với giá là 5.900.000. Đó, còn đúng một cây duy nhất màu tím thôi em. Ngoại hình thì cũng quá đẹp rồi, không một tì vết luôn, đẹp xuất sắc luôn em. 5.900.000 nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em những con máy nắp gập. Em có được 3 mẫu và 3 phiên bản luôn em ơi. Đây Việt Nam nè, Oppo, Samsung và con máy độc lạ Motorola ra 2023, màu tím rất là đẹp luôn, ngoại hình đẹp 99%. Con này thì có 5G, RAM 8GB và bộ nhớ 128, dùng được 2 SIM anh em, một vật lý và một eSIM. Lưng này là bằng da, cầm nắm thì rất là mềm mại luôn, rất là đẹp nha. Đó, anh em yêu thích dòng độc lạ thì chốt ngay con này, đầy đủ tiếng Việt và CS Play nha anh em, ngoại hình thì quá đẹp rồi, như một cây máy mới luôn. 7.200.000 cho một con máy cực kỳ lạ luôn anh em ơi, Motorola ra 2023 nha. Anh em yêu thích độc lạ thì chốt ngay con này, chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em nha. 7.300.000. Còn cây màu tím nhạt hơn đó là con Oppo Find N2 Flip, em còn được đúng một cây duy nhất trong cái lô hai lô vừa rồi em nhập về. Ngoại hình con này thì đẹp play new xuất sắc như là một cây máy mới. Hai SIM vật lý cứng luôn nha anh em. RAM 8 bộ nhớ 256GB. Bữa nay em giảm giá còn có 8.400.000 thôi. Con này thì có box SIM kèm theo máy và thêm sạc cáp SIM chưa sử dụng nha anh em. Nói chung là full box 8.400.000. Còn đây là một cặp Samsung Galaxy Z Flip 4 anh em, phiên bản Việt Nam, một cây 128 và một cây 256GB. Em bán lần lượt với giá là 6.200.000 và 6.800.000. Ngoại hình của cặp này thì đẹp gần bằng 99% như nhau luôn. Đó, bản Việt Nam cho nên anh em dùng được 2 SIM nha, một vật lý và một eSIM. RAM đều là 8GB và dùng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Đó, anh em chốt màu nào thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em nha. 128 và 256, 6.200.000 và 6.800.000. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một cặp mà hôm rày anh em yêu thích rất là nhiều dòng này. Ngoại hình đẹp, 4 camera sau, pin trâu bò 5000 và tần số quét 120Hz, màn hình to 6,7 inch. Đó là siêu phẩm M53, phiên bản sách tay từ Hàn Quốc về, một SIM. Đó, hai SIM thì không dùng được nha anh em, chỉ dùng được có một SIM thôi. Đó là hạn chế duy nhất của dòng M53 này. Pin thì 5000mAh và có 5G luôn nha anh em. Đó, ngoại hình thì đẹp ken span luôn, 99%. Màn hình Super AMOLED rất là đẹp nha. Đó, màn hình vuông vức và body thì rất là mỏng. Tần số quét lên đến 120Hz. Những siêu phẩm này thì anh em dùng là quá ngon, chữa cháy cực kỳ ngon luôn nha anh em. Xài sau này xài chán bán lại em thì lỗ cũng không có bao nhiêu, vài trăm nghìn thôi. Và cặp này em bán đồng giá cho anh em 4 triệu đồng cho Samsung M53 5G Hàn Quốc có ghi âm nha. Rồi cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em thanh lý một cây Redmi Note 11 Pro. Con này thì là phiên bản chính hãng Việt Nam, 2 SIM vật lý, RAM 8GB, bộ nhớ là 128 nha anh em. Có SIM vật 2 SIM luôn và có đầy đủ tiếng Việt và CH Play. Ở con này thì có box SIM kèm theo máy và kèm theo một cục sạc siêu nhanh luôn em. Sạc SIM 67W, sạc cực kỳ là nhanh luôn nha. Đó, đây là những con cục sạc mà hầu như là chưa xài luôn, em lấy từ trong kho ra. Và em còn được đúng một cây duy nhất Xiaomi Redmi Note 11 Pro, pin 5000mAh, tần số quét rất là cao anh em, 120Hz. Và em lên với giá chỉ có 3.500.000 thôi nha, em chỉ còn đúng một cây thôi. Đó, anh em nhanh tay thì chụp lại màn hình gửi vào Zalo giúp em nha. Và anh em bán hàng thì luôn luôn giao lưu trao đổi hoặc là thu thẳng khi anh em có nhu cầu. Rồi, clip thì cũng đã dài, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em xem mà ưng ý được con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em, 0902060151. Số này cũng là số tài khoản ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Kho nha. Bên em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra rồi anh em mới thanh toán, rất là dễ dàng và tiện lợi. Một lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip của em nha. Anh em xem được clip này thì cho anh xin một like và một follow đăng ký kênh để báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye.